Ok, Winner X của bạn đây. Hôm qua Mr. Tim báo giá hết chương trình khuyến mãi cho anh em tỉnh Long An ha. Thì rất là nhiều bạn nhắn tin nói trời ơi, anh Tim ơi em dành dụm đủ đã đời định cuối tháng hoặc đầu tháng sau để lấy xe mà anh hết chương trình khuyến mãi uổng quá vậy. Thì thôi giờ Mr. Tim quyết định vậy. Đối với Winner X ha, giống vậy. Anh em nào ngoài tỉnh á, thì thắng để thông thường giống như chiếc màu trắng 37. Mấy chiếc ABS là 42, riêng anh em tỉnh Long An thì chiếc màu như một chiếc màu trắng đây vẫn giữ cho anh em 32 ABS giống vậy nữa ha, thì là 36 riêng cho anh em tỉnh Long An thôi nha, áp dụng giờ cho tới cuối tháng nha, còn có mấy ngày nữa thôi nha. Vì vậy anh em nào tỉnh Long An á muốn có cơ hội hưởng xe giá mềm á mà chất lượng cao á thì nhắn vào đây có địa chỉ liên hệ Mr. Tin liên hệ ngay và gấp 32 với 36 giá. Ok, có thu xe cũ đổi xe mới luôn nha, có trả góp luôn, áp dụng giờ tới cuối tháng nha. Ok nha. Quay thai là ai chết quay thai, đi quay thai là tự nhiên có gái là phải đi quay thai, hai chiếc quay thai ba mẹ cầm sổ sẽ có quay thai cùng đi quay thai. Ok, phụ chờ của bạn đây. À, cái này Mr. Tin chia sẻ thật lòng luôn. Giờ các bạn đào rau ra phu chờ trắng nha. Nha, nói thật cả cái miền Tây này bây giờ kiếm một chiếc xe phu chờ trắng hoặc chiếc xe phu chờ đỏ là hơi bị hiếm luôn. Mà nếu có á, thì giá sẽ trên trời. Thế Mr. Tin biết bây giờ phu chờ trắng mà nếu có thì giá cũng phải ít nhất là 40 mấy dít. Nha, này nói thật lòng á. À, thì đào rau ra, không hiểu gì sao mà hiện tại là lượng xe phu chờ trắng và đỏ Honda cung cấp rất là ít cho đại lý nha. Nó thật lòng là vậy luôn á, mình cũng không hiểu gì sao, có thể là có những cái chiến lược gì đó ở trong đó. Ok nha. Thì đây giờ Mr. Tin chỉ còn màu xanh rêu, màu đen với lại màu xanh dương, bánh căm như vậy 33,5, bánh mâm thì 354 nha. Thì anh em nào cần mua xe phu chờ thì nhấn vào đây có cái địa chỉ liên hệ của Mr. Tin ha, có thu xe cũ đổi xe mới, có trả góp luôn nha. Ok. Ivaro hối hận chưa? He he he. Thêm một giao dịch thành công nữa là có một bạn khách hàng đến bán chiếc Vario 150 để mua một chiếc AB tại chỗ Mr. Tim nha. Mr. Tim biết rất là nhiều anh em đi Vario đang rất hối hận muốn mua bán để mua AB hoặc là SH đúng không ạ? Thì nhấn vào mũi tên bên phải vào kênh Mr. Tim có địa chỉ liên hệ nha, để có thể bán chiếc xe, xe gì cũng được miễn sao xe chính chủ là được ha, cả miền Tây luôn. Thì Mr. Tin sẽ thu lại với cái giá cao nhất cho anh em và anh em có thể mua một chiếc xe mới chính hãng với cái giá thấp nhất. Nhấn vào mũi tên bên phải vào kênh của Mr. Tin có địa chỉ liên hệ nha. Hẹn gặp anh em tại chỗ Mr. Tin. Ok, thấy hai vợ chồng nói chuyện mà thấy thương quá. Ok, anh sẽ hỗ trợ cho hai vợ chồng em nha. Mấy con SH này là nó rơi tầm khoảng 77 là màu đỏ nè, 77,5 là màu xám xi măng nè, còn màu xám nhám á, là 78. Thì mấy con này thì em chỉ cần trả trước khoảng 40 dít, 35 tới 40 dít thôi là được. Còn riêng con tiêu chuẩn này á, là 68, em chỉ cần trả trước 30 dít là được ha. Mỹ không là xấu anh có thể hỗ trợ được. Anh đảm bảo riêng em anh sẽ lấy lại suất ưu đãi nhất cho em ha. Ngoài ra anh sẽ tặng cho vợ chồng em một món quà đặc biệt riêng của Mr. Tin tặng riêng cho hai vợ chồng thôi nha. Ok nhé hai vợ chồng. Các bạn nào đang thiếu tiền giống như hai vợ chồng là bạn này thì cần mua xe trả góp á, hoặc là thu xe cũ để đổi xe mới á, thì nhấn vào đây vào kênh Mr. Tin có địa chỉ liên hệ nha, Mr. Tin sẽ hỗ trợ cho. Ok, đúng rồi, ăn cái nào phải rào cái đó, không lẽ ăn cái sung rào cái táo. Nhưng mà nói thẳng luôn, xe Honda Việt Nam không cần phải khen. Bạn ơi, không cần phải khen. 10 người mua xe, hết 8 người mua xe Honda Việt Nam rồi. Tiếng gì khen làm gì? Khen thì thành ra phí lời. Cái thứ hai nữa, Vario khi nào mà Vario nó xuống bằng cái giá thực tế của nó tại Indo đi, tôi khen cho thấy. Tôi khen tới cái gì luôn. Và tôi kêu gọi mọi người mua Vario luôn. Nha. Ví dụ đi, chẳng hạn một ngày đẹp trời nào đó Honda Việt Nam sản xuất Vario đi, cái giá bằng cái giá thực tế của nó đi, không bị độn giá đi, tôi khen cho thấy, tôi khen tới cái gì luôn nha. Khen hay chê là do quan điểm của tôi, không ai ép buộc được điều đó cả.
nha, chứ đừng nói là Honda Việt Nam gì ở đây cả nhé. Đó giờ thằng này chưa bao giờ khen Honda Việt Nam, mình chỉ báo giá thôi chứ mình không có khen nha. Thề em có tiền không thèm ngó Vario mua SH cho sang. Em bậy em ơi, sao em so sánh SH với Vario được nha, nó không có ngang tầm nhau. SH là nó nằm ở tầm trên đây, gọi là tầm thượng lưu nè, còn Vario thì nó chỉ là tầm trung lưu thôi, nhưng mà bị độn giá nên nó tưởng nó được nhồi lên chút xíu, tưởng nó là tầm thượng lưu giống SH, nhưng mà không phải. Em có bao giờ em thấy SH nó bị xuống giá bao giờ không? Tại vì nó tầm ở tầm thượng lưu rồi ha. Ai sở hữu nó là thể hiện sự đẳng cấp rồi, còn thằng Vario thì nó nằm dưới đây ha. Mình đang nói anh em nào nói về xe máy nha, mình không nói xe hơi đề cập ở đây nha. Ok ha, thì cái anh trung cấp này nè, anh cứ ngồi lên, anh cứ ngồi lên và anh bị độn giá anh lên thì anh cứ tưởng ảnh ngang tầm với thượng lưu, nhưng không phải ha, đẳng cấp không bao giờ bằng nha, nên là đừng có so sánh SH với Vario, không có chung đẳng cấp. Ok nha.